Đây khi mà bật máy, cái máy 830DN, cái máy in màu laser nè các bạn, khi mà bật các bạn bật lên thì ở chỗ chỗ check startup nè, tức là cái nút này khi mà nó báo vàng nhấp nháy hoặc là màu đỏ thế này thì là ở trong đây á là nó đang hết một cái mực màu vàng. Tuy nhiên cái nó hết mực chứ không phải nó hết chip, thì nó hết mực nó sẽ báo là lót lót mực liên tiếp vậy nè, theo các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt máy và mình sẽ thay mực vào đây, rồi xong là nó tại vì khi mà nó hết mực ở trong máy luôn, tức là cái con chip nó vẫn còn à, khi con chip nó vẫn còn á thì nó mới báo nè, các bạn thấy nè. Đây các bạn thấy là khi mà nó báo như thế này thì đây là cái mực, trên cái mực màu vàng á các bạn sẽ thấy cái mũi tên này nó chỉ xuống nè ha. Cái mực màu màu vàng yellow nè, cái này màu đỏ màu xanh, cái này là hai cái mực, cũng con chip cũng mực cũng gần hết rồi, thì cái mực màu đen nè chip nó còn ha. Thì thông thường á, đối với những cái máy 830DN này, đây là cái dòng 830DN này, thì khi mà nó báo như thế này hoặc là nó báo nó nhấp, khi mà nếu mà nó báo hết chip á, nếu mà nó báo hết chip mực á thì ở chỗ đây nè thì nó sẽ nháy cái đèn vàng, nó màu vàng nó nháy lên nháy xuống, và các bạn sẽ thấy là cái con chip mực á, nó báo hết chip mực à. Hoặc là khi mà nó báo đầy đầy cái bình mực thải thì nó cũng báo trên đây, tức là cái đèn trong cái máy 830DN khi bạn sử dụng, thì các bạn chú ý khi mà cái đèn chỗ cái trần chữ chess startup này nè mà nó có màu đỏ hoặc màu vàng, tức là cái trong một trong những cái có thể là hết chip mực hoặc là có thể là hết mực ở trong cái bình mực, hoặc là nó đầy cái bình mực thải nó nằm trong đây à, cái bình mực thải nằm đây nó đầy thì nó cũng báo à, nó cũng báo. Thì khi đó khi các bạn gặp những cái trường hợp như thế này này thì các bạn hãy kiểm tra lại coi thử là nó bị ở tình trạng nào, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta nếu mà hết hết chip mực thì các bạn mua chip mực về các bạn thay, còn nếu mà hết mực thì các bạn mua mực về thay à. Bây giờ mình mới vừa đặt mực của anh Hiếu về này, mới hết màu vàng, chứ là cái màu đen á mình cũng đang sợ nó hết, tại lúc trước cái màu đen á là mới thay chip mực vào, tuy nhiên là mực nó cũng còn một nửa thôi. Thì mình đặt luôn hai bình của mực của bên anh Hiếu đây nè, đây là ảnh gửi hàng cho mình, ở đây là cái số điện thoại của anh Hiếu nè, 0918696697 à. Thì các bạn nếu mà các bạn có liên hệ mua hàng hay là mua máy móc gì đó hoặc là các bạn nhờ anh tư vấn gì thì các bạn cứ liên hệ số này nha, 0918696697 à. Rồi anh sẽ tư vấn và anh sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về một số kỹ thuật về máy móc. Anh Hiếu là một người trong người rất là tốt, về người kỹ thuật rất là tốt, là những người mà làm ăn rất là có uy tín, nên mình muốn các bạn có thể là liên hệ với ảnh nếu mà các bạn muốn mua linh kiện, mua máy móc hoặc là muốn nhờ ảnh tư vấn về một số cái kỹ thuật mà cái mức độ phức tạp nó nhiều hơn, có thể trong cái khả năng đó mình chưa có hiểu hoặc là chưa mình chưa có tìm hiểu được thì mình không thể nào chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là các bạn có thể liên hệ với ảnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thay cái bực vào. Đối với mà máy in laser thì khi mình in ở một bản in thì các bạn nên chọn những cái dòng bản in mà cái file in á mà nó có giá trị một chút, các bạn nên làm thì mình nghĩ nó tốt hơn, tại vì cái giá trị mực của nó rất là cao ha. Một bộ mực của nó sẽ nằm khoảng 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 3 triệu, cho nó 3 triệu mốt đi thì làm nè. Đây đây là những cái dòng ha, đây là mực màu đen black nè, sản phẩm của 830 831 hoặc là 840DN thì nó cũng là lấy dòng dòng chung của nó nha. Đây đây là màu vàng ha, đây là màu vàng đây nè, thấy nè, đây màu vàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái bật ra. Đây trong cái màu vàng này là nó hết luôn, nó hết sạch sẽ luôn. Bây giờ mình rút cái này ra là mình thay thôi. Để thay thì mình gỡ này ra, mình nắm này mình gỡ, mình nắm này nè, mình gỡ nhẹ lên ha, là nó sẽ ấy thôi. Tức là một tay mình đây. Hãy
Các bạn chú ý là khi mà thay mực á, là ở trong đây nó có một cái miếng cái miếng đánh như này. Mình thấy có một cái mình cũng xem có một video clip ở trên cái trên Facebook á, cũng có một bạn mà bạn thay mực mà bạn để nguyên cái này luôn thì nó rất là khó thay. Đúng không? Cái này là khi các bạn thay mực các bạn gỡ này ra nè. Nhưng mà các bạn nhớ là khi mà ở trong đây nó có hai cái khe tương đương với hai cái nắp như thế này. Ha, đây hai cái nắp như thế này. Thì khi mà các bạn thay xong các bạn nhớ là các bạn bỏ vào các bạn bỏ theo cái chiều nắp của nó là được. Tức là khi mình tháo ra thì cái mức độ mình để mình bỏ mực vào nó rất là dễ. Cái mực bột màu á thì nó rất là mình nói là nó rất là đặc. Hết luôn, không còn một miếng nào trong luôn. Chúng ta gỡ này ra nè. Thông thường đổ mực á, mình đây mình ít dùng phễu lắm, nhưng mà đây là cái miệng nó bự nè. Đây cái miệng bự nè, mình có thể mình để gì mình đổ vô nhà nên là nó được nè. Nha. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn khi mà các bạn đổ mực các bạn nên sử dụng cái khẩu trang nha. Cái mực này các bạn khi mình các bạn ngửi vào các bạn thấy cái nó có hơi vị chua chua. Cái bình mực này thì nó nằm khoảng nửa ký à, nó có nửa ký thôi chứ không phải nó là một ký. Nếu mà các bạn có phễu thì các bạn cũng có thể sử dụng phễu. Tuy nhiên là dùng phễu khi các bạn thay mỗi màu á thì các bạn phải vệ sinh cho nó kỹ thì các bạn mới thay ha. Còn ở đây mình hay sử dụng, mình để vậy lắm, tại vì ở đây cái miệng này rất là lớn ha. Còn mực mình chỉ lắc nhẹ rồi mình đổ vào thôi. Đây, sau khi các bạn đổ mực xong ha thì các bạn nhớ bỏ này vào, tức là cái chiều này ở trong đây nó có hai cái khắc này nè, nó có hai cái khắc tương đương với hai cái khoai này nè nè. Các bạn bỏ vào, bạn nhìn các bạn bỏ vào, đây đó, rồi xong các bạn bỏ này vào, các bạn vệ sinh đi, khi đó các bạn lấy ra các bạn vệ sinh nè. À, tức là trong quá trình thay mực mình luôn luôn nói các bạn là các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn ướt để khi mà mình lau cái mực là cái mực nó thấm vào cái trong cái khăn, nó có bay bụi lung tung, mục đích nó là vậy thôi. À, rồi bây giờ mình vệ sinh luôn cái này đi. Nhớ là khi các bạn thay mực thì các bạn gỡ này ra để thay cho nó dễ nha, chứ các bạn đừng có để nó rất là khó thay. Rồi cái này mình chỉ bỏ vô vậy, mình ấn nó xuống vậy thôi là được ha. Đó, vậy là xong. À, chúng ta vệ sinh lần nữa rồi chúng ta bỏ mực vào. Rồi sau khi mình lấy xong á mình bỏ vào như này. Nếu mà cái khi mà cái đèn này nó báo á, nó báo là cái dòng chữ gì mực thải full. Rồi thì nếu như vậy, nếu nó báo như vậy thì trong đây nè là cái bình mực thải của mình nó bị ấy. Là các bạn mở ra nha. Ở trong đây nó có cái chốt nè. Đây. Này các bạn cái chốt, các bạn chỉ cần rút cái này ra thôi là được nè. Đây. À, đó, các bạn rút đây. Đây là cái bình mực thải của nó nè. Ha. Nếu mà trong cái quá trình nó đầy á, thì các bạn nó sẽ báo full, là tức là cái đèn vàng nó cũng bị báo như thế đó. Thì rồi các bạn cứ mở ra thôi.
ở đây nè, ở đây nó có mấy cái đây nè, rồi các bạn cứ đẩy này ra, rồi các bạn lấy cái bịch đó các bạn hứng vào, các bạn đổ ra thôi. À, đó khi mà nó báo đèn full rồi sau khi ấy xong là các bạn cứ bỏ vào dài bình thường đó, và thế này nè, đây nè, đây là cái bình bậc thải của cái máy 830DN đó đó. Khi mà nó báo cái đèn này, nó báo là nó có dòng chữ là báo bình bậc thải đầy, thì các bạn cứ mở đi ra ha, mở cái một ra, và sau đó các bạn trong này nó có cái chốt nhẹ nè, các bạn lấy nhẹ ra là được ha, đó thì cho nó nằm trong đây, các bạn cứ rút ra các bạn bỏ bình thường ha. Rồi bây giờ mình bỏ vào, mình bật máy lên coi thử là nó có cái mực nè, nó sẽ báo thế nào nha. Cái máy 830DN thì nó rất là nhỏ gọn, đây là nó dòng in laser ha, mà mình thấy nó phục vụ cho công việc rất là tốt. Và nó từ ngày dùng nó ra xong rồi mà khi mà hết mực á mà sử dụng lại cái gọi là gì, cái máy in phun á, nhìn nó chán mà nó chậm lắm, in từ 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 ha. Chờ nó đang chờ lắp bật chứ các bạn, tại vì trong cái bộ phận cũ cái từ nó bị hết mực luôn, nên là nó phải lót lại cái mực màu vàng. Khi mà nó lót xong cái mực màu vàng, nó sẽ hết hết cái báo này đó. Khi thêm mực vào nó hết báo cái đèn này nè, nó kéo là status rồi ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái mực nó là có ở đây, là cái những cái con chip này nó cũng gần hết rồi nè, bao chip này nó hết rồi ha. Khi mà nó hết thì nó vẫn báo, nó nháy cái đèn vàng. Khi mà chip này nó hết rồi thì nó sẽ nháy cái đèn vàng, nó nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Rồi đó các bạn kiểm tra lại, khi mà cái sử dụng cái máy 830DN này mà các bạn thấy cái đèn này, cái chỗ nút step status tức là nó còn đang báo 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 hiệu gì đó gì về máy, thì các bạn nên chú ý ha. Rồi đó là một trong những cái lưu ý khi mà mình sử dụng cái máy 830DN, và cái cách mà các bạn khi mà nó báo đầy thì các bạn mở cái bình bậc thải ra ha, rồi các bạn thay đổ cái bình bậc thải đi, nó giống như cái máy ô tô khi mà nó sử dụng luôn mực thì nó sẽ còn mực thừa thì nó bỏ trong cái mực thải đó. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết ha, hy vọng có thể các bạn có biết được là cái bình bậc thải nó nè nằm chỗ nào nè, với lại cái máy mà nó báo những cái đèn đỏ, đèn đèn vàng hoặc đèn đỏ đó. Thì các bạn có những cái hướng để các bạn khắc phục kiểm tra máy của mình à. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về dòng máy này, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về nó kỹ hơn, thì các bạn có liên hệ với anh Hiếu á, như hồi nãy cái số điện thoại lúc đầu hồi nãy mình đã có giới thiệu cho các bạn rồi, thì các bạn cứ điện thoại với anh, các bạn sẽ nhờ anh tư vấn và các bạn coi thử cái nhu cầu của mình đó đã có đủ điều kiện để các bạn mua hay không, thì các bạn mua để phục vụ cho công việc của mình. Nói chung là cái mình xài cái máy này cũng tương đối là rất là ok, rất là phù hợp với cái tiệm mà ở mức độ vừa. Nếu các bạn nào mà in tiệc cưới á, thì các bạn càng càng nên mua về, tại vì ở đây mình trong nước in tiệc cưới rất là đẹp. Rồi video của mình tới đây là hết, hy vọng là nếu các bạn yêu thích thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng xem, và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Optical nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và đắt khách. Bye bye các bạn.